Xin chào các bạn, đây là cái dãy trọ thứ hai của anh Mười nha các chị. Đó. Ngang 10 dài 20, gồm 10 phòng đúng không anh nhỉ? 10 phòng trọ và sát khu công nghiệp luôn, xây full hết luôn. Đây, các anh chị thấy đường trước nhà của chúng ta đây. Xe hơi đi vào vô tư luôn, quay đầu các kiểu luôn. Kế bên có một cái căn biệt thự rất tuyệt vời luôn. Biết có bán không anh Mười? Căn biệt thự có bán không? Bán rồi. Bán rồi. Còn đang anh Mười này, anh đang bán cái dãy trọ này các chị nhá. Giá rất rẻ, rất hời luôn, đang kinh doanh luôn. Đó, dân cư thì rất là đông đúc. Gồm 10 phòng anh nhỉ? 10 phòng. 10 phòng. Giá cho thuê bao nhiêu anh? Phòng đầu 1.3 triệu, phòng ở trong 1.1 triệu. À, 1.3 triệu, phòng đầu, 2 phòng đầu. Bên trong là 1.1 triệu, giá cũng rất là rẻ nha. Đây, xây nhà xây rất là tuyệt vời luôn. Này, ở trên đây là máng nước anh nhỉ? Máng nước. Rồi có giếng trời đàng hoàng, trên có bình nước. Cái hẻm trước nhà là khoảng tầm 2 mét, để xe máy thoải mái luôn hai bên này. Full phòng luôn anh nhỉ? Đang full chưa? Thuê hết chưa? Thuê hết. Người ta thuê hết rồi. Không có căn nào để mình quay. À, còn một căn ở ngoài. Rồi, anh mở cho quay căn đấy xem nào. Tổng cộng là 10 phòng nha. Đây này. 5 này, số 7 này. 6 này, số đây các anh chị nhá. 8 này. Đánh số hết rồi. Ok, còn một phòng trống để chúng ta quay để làm mẫu cho anh chị xem này. Ở trên này là mái tôn nó rất ok luôn. Rất rộng. Cái đường trước, cái đường trước phòng của chúng ta là 2 mét, chúng ta có thể đi xe máy ra ngoài thoải mái. Công nhân người ta cũng cảm thấy rất là thoải mái. Đây, trong khi chờ mở cửa thì mình quay đằng trước cho anh chị xem nhé. Đây, nhà dân trước đây cũng là, dưới kia cũng là dãy trọ, bên này cũng dãy trọ luôn. Rồi, cái đường mình đi ra đây, đường ra trước nhà mình đây. Đó, toàn là trọ, nhà trọ không anh chị ạ. Đường rất lớn luôn, xe hơi xe công vô thoải mái luôn. Đây cái dãy nhà chúng ta đây, xây dựng rất kiên cố nha anh chị, và rất đầu tư rất kỹ lưỡng này. Ốp gạch này, ốp gạch lên là rất đất sạch sẽ luôn anh nhỉ. Ốp gạch rất đẹp luôn. Đây mình quay thử một cái phòng nhà cho anh chị xem. Ở trên là đúc thiệt rồi anh? Đúc giả mà dày phết nhỉ. Có lớp gạch. Rồi, nhà trọ này khoảng bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? 18 mét vuông. Cho thuê là bên trong này là 1.1 triệu. Đúng. Bên ngoài là 1.2 triệu. 1.3 triệu. Thêm 200. Tổng cộng là ví dụ như là 10 phòng thì cũng được khoảng 11-12 triệu. À, 12-13 triệu. Cái cho là 13 triệu đây. Đấy, có một nhà vệ sinh. Dạ. Yeah. Giá bán sao anh? Giá bán nguyên 3, cái giấy này. Hả? 3 tỷ 8. 3 tỷ 8 nha các chị nhá. 3 tỷ 8, sổ hồng sao anh? Sổ hồng sao? Có sổ chưa? Sổ có sẵn đúng không? Có sẵn trong nhà. Có hỗ trợ vay ngân hàng không? Có. Ok. Vay được 50-70% không? Đúng. Ok. Rồi, nếu anh chị nào mà quan tâm cái dãy nhà trọ này, vừa rồi mình quay một cái dãy nhà trọ thì rất nhiều người hỏi. Cho nên là mình sẽ quay thêm một vài cái dãy nhà trọ nữa cho các anh chị xem. Và nếu có anh chị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chính chủ luôn nha. Anh Mười là chính chủ đây. Rồi, thì cái giá là 3 tỷ 8 anh hả? Ngang 10. 3 tỷ 8, ngang 10 dài 20. Ngang 10 dài 20, trên sổ là 200 mét vuông. Đất thổ cư hết. Thổ cư hoàn toàn 100%. Đất thổ cư 100% nha. Sổ hồng riêng đầy đủ. Sổ hồng riêng. Rồi. À, anh chị nhớ đăng ký kênh để mình nhận được những cái video nhà giá rẻ, giá hời và ngục ngân hàng nhé. À, cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Và cái dãy trọ chúng ta vừa xem đó là cái dãy trọ mà sẽ đi qua dự án khu đô thị 5 sao trên đường Đinh Đức Thiện. Đây là khu đô thị 5 Star Eco City, khu đô thị sinh thái 5 sao. Ở khu vực này thì có hai khu đô thị, một khu là khu đô thị mới 5 sao và một khu là khu sinh thái 5 sao. Thì đây là khu sinh thái nha các chị nha. Mặt tiền là đường Đinh Đức Thiện và ở mặt tiền thì người ta làm những căn shophouse khoảng hơn 100 căn.
và đây là cổng của dự án. Dự án này đang khởi công giai đoạn 2 và dự kiến là bán hàng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu các anh chị nào quan tâm về những cái lô đất nền mà giai đoạn 1 thì hãy liên lạc với mình và nhớ theo dõi kênh thường xuyên để mình cập nhật những thông tin mới nhất về dự án này nha. Tiếp theo, đi qua dự án này mình sẽ tới một cái khu gọi là khu công nghiệp Cầu Tràm các anh chị nha. Đây, ở đây thì mọi thứ đều có, từ bắt hoa xanh, điện máy xanh. Đối diện cái dãy trọ của chúng ta sẽ là khu công nghiệp Cầu Tràm. Hơn 20.000 công nhân ở đây. Buổi chiều và buổi sáng rất là đông đúc các chị nha. Đây, khu công nghiệp Cầu Tràm nha các chị nha, rất lớn. Khu công nghiệp này là khu công nghiệp kiểu mẫu Singapore và nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện luôn, mặt tiền đường Đinh Đức Thiện luôn. Và đối diện với nó là khu nhà trọ của mình, thì ngay cái chỗ khu công nghiệp này cũng có một cái chợ. Chính vì thế công nhân ra đây mua rất là nhiều. Và cái khu nhà trọ này chúng ta kinh doanh luôn luôn kín phòng như các chị, luôn luôn phun hết công suất luôn. Nên là khu vực này mà mua đất hoặc là mua nhà trọ để kinh doanh rất là tuyệt vời nha. Đây là cái chợ Trung Thành như các chị nha. Đó. Và khu nhà trọ của chúng ta thì tới khu công nghiệp này chúng ta quẹo tay phải này, vào cái đường này. Đó, sẽ đi tới cái khu nhà trọ của chúng ta. Đường này người ta cũng bày bán rất là nhiều bởi vì công nhân rất nhiều ở đây các chị. Nhà trọ rất là nhiều và luôn luôn kín phòng luôn các chị. Đó. Các anh chị nào mà quan tâm tới cái dãy nhà trọ này hãy liên lạc với mình, hoặc là các anh chị muốn mua đất ở đây cũng liên lạc với mình, tầm 1,5 tỷ là có một lô đất ở đây để xây nhà trọ. Các anh chị muốn xây thì xây, muốn có nhà trọ sẵn thì hiện tại mình đang có 2 cái dãy trọ ở đây cần bán, và cái dãy trọ này là mặt tiền này các chị. Đó, chúng ta vừa mới coi ở đây. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với mình nha. Nhà trọ chính chủ luôn và kẹt tiền nên là bán giá rất là rẻ luôn các chị nha. Bán giá rất rẻ, rất hời. Một cái dãy trọ mà mặt tiền như vậy thì rất là tuyệt vời. Nguyên cái lô đất thôi đã giá là khoảng tầm 3 tỷ mấy rồi các anh chị. Nên là cái dãy trọ này mua rất là hời, xung quanh dân cư rất là đông đúc. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái thời gian vừa qua nha. Nhớ đăng ký kênh cho mình. Rồi, các anh chị vừa theo dõi cái kênh của mình, tư vấn rất thật tình, rất thật tâm và có sao nói vậy. Hy vọng những cái thông tin như vậy sẽ giúp rất nhiều cho các anh chị trước khi mà mình lựa chọn mình đi coi nhà nha. Và những cái thông tin như vậy thì giúp cho chúng ta định hình lại cái thị trường giá cả như thế nào, không bị ảo giá, không bị ngáo giá đó các anh chị nha. Và hãy đăng ký kênh giúp mình để lần sau mình nhận được những video thật tâm, thật tình nha các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.